8 gương mặt của ngôi nhà chung sơ đi 10 đã lộ diện. Họ sẽ có những ngày chung sống cùng nhau tại nơi nhà vườn Thanh Bình. Sau những phút gặp gỡ đầu tiên, Brad đã có ấn tượng tốt với Vi. Long cũng bất ngờ vì Thảo rất giống với mẫu bạn gái của anh. Tuấn Anh cũng đã dành cho Huyền những lời tốt đẹp. Khi các thành viên cùng tập trung lại thì sẽ có những diễn biến tình cảm gì tiếp theo? Mời các bạn cùng theo dõi. Từ khu Thảo Điền quận 2 vượt qua sông Sài Gòn sẽ đến được với Sài Gòn Riverside Retreat. Đây là một khu nghỉ dưỡng thanh bình, yên tĩnh, cách biệt với sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, mang lại một cảm giác như đang ở một vùng quê yên ả nào đó. Những căn nhà gỗ tiện nghi nằm giữa khoảng vườn xanh mát được thiết kế hài hòa, giúp mang lại một cảm giác thật thư thái và thoải mái. Khi 8 thành viên tập trung đông đủ, cũng là lúc trời vừa chập tối. Các bạn đã làm quen với nhau rất nhanh. Hai mọi người, và đây là căn phòng của 4 anh em đây. À, thiệt ra là toilet rất là dễ thương nhưng mà nó không có cái màn. Không biết làm chút xíu. Giờ bạn đi tắm là tôi đi ra ngoài nha. Ok. Mình là Long. Mình là Tuấn Anh. Còn mình là tên em tên gì? Tuấn Anh. Brad. 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 Yeah. Brad. Yeah. B-R-A-D. Mình là Nhân. Nhân hả? Nhân. Nhân. Brad. Anh là gì? Long. Long. Hai người có thể xíu nói tiếng Anh một chút được không? Cho mọi người có nói tiếng Anh được không? Nói tiếng Anh chút chút. Chút chút. Chút chút. Không sao. Không sao. Practice. Đúng rồi. Đã là bên nào? Phải nói tiếng Việt. Đúng. Hello. Hello chị. Vô đi, vô đi. Wow. Hello. Anh chào chị. Em tên Miu. Miu. Dạ. Chị tên Thảo, bạn này. Vi. Vi à, tên Diễm. Ừ. Rồi, 95 nè. 96 nè. Chị. Trời ơi, đúng không? Đố, đố. 92. Ừ. Hay hả? Ok. Mình già nhất. Em 99. Thấy chưa chị? Chỉ có người nhỏ nghe. Chị em sai. Em đã sai. 99. Đây đây. Em chỉ muốn nói thôi này, nó 99 hết hồn chứ. 99 mà kiếm người yêu thì chị đừng đâu có tạo điều kiện, tại vì quá nhỏ. Đúng rồi. Em mới có 20 tuổi. Nhưng mà cái chết rồi, càng nói càng thấy đóng. Đúng rồi. Yêu cầu các em á. Em phải nhường hết cho chị. Chị là sắp cưới rồi đúng không? Bất ngờ, Thảo nhận ra mình có một người quen ở ngôi nhà chung. Chào mọi người. Hello anh Tuấn Anh. Anh hả? Đúng rồi. Trời học Tuấn chung lớp với em. Ủa vậy hả? Hiểu đó ha. Ủa vậy nó em nói mọi người chi? Ủa vậy chị không ý là ê Tung không, không mà chắc là anh không có nhớ em, tại vì ảnh vô mấy bữa sau mà. Không ý là Tung lên trước chị hiểu không? Hồi nãy ai là người chịu hủ dù cho em nhiều nhất? Ờ đấy. Bạn. Trời. Chán thiệt. Hồi nãy là người chịu hủ dù cho em nhiều nhất. Thôi em ngồi xuống đây. Em đi phục vụ. Em tin chị. Hồi nãy mình có lời. Đúng, mình phải tin nhau. Mình đúng không? Thề của nhau mà đúng không? Chị chỉ mới gặp anh có 2 lần thôi nha. Nhưng chị. Mà em tin chị. Hồi nãy mình okay. Có lời thề của nhau. Ok, bắt tay. Tin nhau. Nhiều quá. Mình hiểu quen mình. Không, chị chỉ gặp ảnh có 2 ngày thôi. Ngày chẳng với ngày lễ. Nhưng mà hồi nãy đó ảnh đâu có nhận ra Thảo đâu. Không nhận ra hả? Không. Biết đâu bất ngờ. Suy nghĩ cũng đâu có nhận ra đâu chị. Không, đang suy nghĩ là đây. Đang suy nghĩ là không biết là có nên nhận không, nhận là lộ thôi. Không nhận. Tối về nghe giận sao cũng được. Khả nghi. Trời ơi, đối tượng khả nghi. Tối về mình điều tra sau. Thì chụp lại đi, xong rồi tối về kiểu mình phải soi là trên tay có cái gì. Bộ cặp gì đó không, hay là áo không, cặp. Chắc không đâu, mình giờ nhậu hết rồi. Khi sơ hở. Nhưng mà hồi nãy nhớ mặc ống áo sơ mi trắng quá mệt luôn, đen quá mệt luôn mọi người. Chỉ là đen đấy chứ, tại sợ kiểu là mặc trùng màu với lại người ta thì người yêu ghen. Các món ăn nhanh chóng được dọn ra. Bữa ăn đầu tiên tại ngôi nhà chung của 8 thành viên xem ra khá thịnh soạn. Sao nhớ ra đâu. Mọi người sao căng thẳng nhỉ? Anh được làm mấy món để
coi như là mời mọi người sinh nhật anh. Ok, mình thấy chúc mừng lòng rồi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Long, hồi chiều giờ là em nhìn làm anh rồi đúng không? Hồi chiều là em vô đầu, ảnh vô đầu tiên, xong em ảnh là nam đầu tiên, em nam đầu tiên vô, ảnh không nói một câu gì luôn. Anh bảo anh không nói gì hết, bảo anh im. Bây giờ nói. Rồi bây giờ anh nói như cái máy. Tại buổi xưa anh đến đầu tiên, xong rồi kiểu lúc đấy anh biết Thảo đến nhưng mà Thảo đâu biết là anh đang ở trong đấy đâu, tại vì anh ở trong bếp từ lúc anh đến bây giờ luôn. Anh lại còn mặc áo đen nữa, trông y hệt như là nhân viên ở đây. Đúng rồi. Brad với cả Vi đến này, anh với cả Thảo đóng giả làm lễ tân với cả bếp ở đây mà hai người tin luôn mà. Không, em không tin. Em không tin á? Hai bạn tới thứ hai thì hai bạn vô nấu luôn nha. Không, mới hai anh chị là anh chị mới gặp nhau mà thân này hay ha. Mà lúc đấy là đang giả là lễ tân mà hay ha, nhận xét không có lễ tân nào nhận xét như em luôn ấy. Sau bữa ăn, các thành viên có một trò chơi nho nhỏ để gắn kết với nhau nhiều hơn. Ok, bây giờ cái vòng này tới lượt của ai thì người đó sẽ xoay, mọi người sẽ làm theo cái mà mình xoay được. Hôn tay. Hơn quá. Hôn tay ai chọn đi. Ok. Ví dụ. Nói là em. Hôn thật. Ôm người khác rồi bất kỳ. Ôm người khác rồi bất kỳ. Cái ngoài đen cặp này nhá. Ơi, hôn tay. Hôn tay hả? Hôn tay mà đâu nói hôn tay. Đúng rồi, đúng 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 đúng. Anh nhặt liêm sĩ lên anh. Không nghe trên bàn tay được. Chị. Tại tại em nhắc anh nhé, anh đã. Không hôn tay biết rồi. Ôi lại đúp. Trời ơi, cái trả lại. Cái này nó dính nãy gì rồi. Anh Nhân. Công lại mang nữa anh. Ôm người khác giới bất kỳ. Ôm người khác giới hả? Phải khác giới được. Trời tí nữa đó. Em ngồi đi, em ngồi đi. Giống ba ôm con quá. Mình cũng đừng nên ép người ta, tí người ta ép mình. Chết. Cái gì đấy, con trái. Màu xanh xanh. Con mái người bên trái. Con mái người bên trái kìa. Con trái kìa. Anh có thể làm em cảm thấy thoải mái hơn chút không? nhắm mắt lại đi anh Tuấn Anh. Nhắm mắt lại. Anh nhắm mắt lại. Tất cả mọi người nhắm mắt lại, tất cả mọi người. Em che mặt. Bố mẹ không cho xem mấy cái cảnh này đó. Em che mặt rồi mọi người ơi, em che mặt rồi. Em che mặt được gì ơi. Em che mặt được gì ơi. Anh. Mũi chạm mũi, má chạm má. Trong một phút. Ai trong lúc không ai nhìn mình à? Trời. Cái này nửa. Đây một phút lặng. Nửa vời. Chạm mũi nữa. Nhanh lên chứng kiến cả. Thôi chứng kiến làm gì cho tim đau. Cho mình cái gì im. Không thấy luôn, không thấy nha mọi người, đồng ý nha, không thấy, không lại. Không thấy là hôn lại nè, đúng rồi. Người ta muốn hôn hai lần. Đúng rồi. Không thấy, 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 không th
cảm thấy rồi. Anh nói là cảm thấy rồi. Cảm thấy rồi. Cảm thấy nhiều rồi. Đó, được rồi. Quay lại dòng rác nha. Rồi, tiếp tục với anh. Đấy. Ôm phía sau, sau một phút. Phút. Hôm nãy sau mình nhớ trọng phía sau này đúng không? Một phút lâu lắm luôn á. 30 giây thì được. Thôi một phút đi chơi. Cái này giữ thôi chứ không phải ôm. Trời thì mưa. Trời. Lãng mạn quá. Này thì ôm. Trời. Ôm về sau là phải theo ôm. Chưa. Chưa 20 giây rồi. Chưa. Trời chẳng quá. Ôm ổng làm gì hết. Em ôm tiếp theo lần sau luôn. Xong anh cũng quay vào đấy luôn nên là mình làm luôn một cái vòng tròn nữa. Thì cặp đôi mà theo mình nghĩ là hợp nhau nhất ở trong ngôi nhà chung này là chị Diễm và Bright. Hai người này nhìn có nét gì đó gọi là nó hơi tương đồng, hơi có nét giống nhau một tí, hơi kiểu nhìn hai cặp này rất là dễ thương. Đêm đã khuya nhưng các bạn trẻ vẫn chưa muốn ngủ vì họ còn nhiều điều muốn chia sẻ cùng nhau. Ok. Chơi nói thật đi. Ừ đấy. Điều hạnh phúc nhất của cuộc đời bạn đến điểm này. Hay quá mọi người ơi. Thời điểm hạnh phúc nhất mà anh đã từng có đó là thời điểm lúc anh bước lên sân khấu và chờ đón vợ anh lên sân khấu. Anh đã từng anh cưới năm 2014, được 3 năm. Mà anh ly dị 2017. Thật sự là mình không muốn che giấu bất cứ cái gì về bản thân mình. Mình cũng muốn là mọi người có... Tại vì cái việc mà mình đã từng có... Mà mình đã từng lập gia đình, mình đã từng có vợ. Thì mình nghĩ là nếu mà mình muốn tiến đến với cô gái nào thì cô gái đấy cũng nên được biết sớm. Lúc mà anh Long chia sẻ là anh từng có vợ rồi, ly dị rồi thì mình khá là bất ngờ lắm. Tại vì lúc mà nói chuyện, lúc chơi đùa thì anh giống như là còn rất là vui vẻ và rất là hướng ngoại và chưa có muốn yên bề gia thất, chưa có muốn ổn định lắm. Nhưng mà nếu như mà anh đã có một đời vợ rồi thì chắc là cái suy nghĩ nó không con nít đâu. Nó cũng sẽ có rất là nhiều cung bậc khác nhau. Và sau này, những ngày sau nếu mà có thời gian tìm hiểu hơn thì có thể từ cái việc mình biết đó mà mình sẽ hiểu anh hơn một chút. Nếu mà cô gái nào cảm thấy đó là một cái chướng ngại để phát triển tình cảm với mình thì mình cũng không biết nên nói như thế nào, nhưng mà cái đó thì để cho tùy ở các bạn tự quyết định. Điều hạnh phúc nhất của Nhân là... Điều hạnh phúc nhất của Nhân là... Hiện tại là mẹ Nhân vẫn còn khỏe mạnh. Tại vì mẹ Nhân bệnh rất là nặng. Rất là nhiều bệnh, từ bệnh khớp cho đến bệnh phổi. Thì mẹ bệnh rất là nặng. Thì hiện tại là năm ngoái là mẹ chúng mình là nghĩ là lúc đó là không qua khỏi á, nhưng mà mọi thứ ok. Thì điều hạnh phúc nhất của anh á là về gia đình. Anh đặt lúc nào con người của anh á lúc nào cũng đặt gia đình lên là đầu á. Và anh chỉ cần mỗi ngày anh nhìn mẹ anh cười nha, xong rồi gọi cho anh, đó là điều hạnh phúc nhất cái cuộc đời anh. Tại vì anh rất là sợ. Sau một điều là kiểu như là mình đi làm xa, mình không có gần ba mẹ, không có gần gia đình mình á. Thì
một ngày nào đó mà mình hay tin mà có chuyện gì một cái là rất là buồn. Đó, cho nên là anh chỉ cần thấy mẹ anh là gọi cho anh mỗi ngày và sống khỏe mỗi ngày được. Anh rất là quý Nhân, tại vì lúc đầu nghe Nhân nói là anh rất là quý. Tại vì hai anh em chắc là cùng đồng cảm với nhau. Thì em chỉ có một mẹ thôi. À cũng vậy mà, ba anh mất rồi. Ba anh không còn. Anh chỉ còn mẹ thôi. Và đó là điều mà anh sợ chứ. Hạnh phúc nhất và sợ nhất. Còn đối với cái điều mà anh cảm thấy đau khổ nhất hả? Khổ nhất thì hối hận nhất hả? Hối hận nhất á thì là cái chuyện mà cái nghề của anh ấy thì mọi người cũng biết là diễn viên rồi. Thì anh rất là yêu bạn gái của anh cực kỳ yêu. Phải nói là cực kỳ yêu và bạn gái của anh cũng vậy. Nhưng mà chỉ duy nhất một điều là bạn gái anh không chấp nhận anh làm cái nghề này nữa. Và chia tay với anh. Mà anh thì anh không thể bỏ nghề được. Tức là hai người không có tiếng nói chung. Vậy thôi. Đó là cái điều mà anh buồn nhất. Anh thật ra anh không có trách cái người bạn gái của anh. Anh chỉ muốn nói một điều là nếu mà chúng ta thật sự yêu nhau á thì mỗi người hãy thông cảm cho nhau một cái thôi. Cả hai cùng thông cảm cho nhau là cái tình yêu của mình nó sẽ hạnh phúc hơn. Hạnh phúc nhất của em là cho tới thời điểm này thì em có thể tự lo cho bản thân em, với lại em có điều kiện để em bắt đầu đi học. Em bắt đầu đi học đại học. Tự lo cái việc học, tự lo cái việc sinh hoạt cuộc sống của em luôn đúng không? Dạ. Ok. Mới 20 tuổi. Thế là quá giỏi rồi. Hồi 20 tuổi anh, hồi anh bằng tuổi em, anh còn chưa biết nấu cái gì cả. Brad, yêu Brad hạnh phúc nhất. Đừng cái điều hạnh phúc nhất đến với cả Brad. Hạnh phúc như của Brad. Phải một phải phải cho là mỗi ngày hạnh phúc, nhưng mà quãng năm năm trước phải được đam muốn chết tại vì khi phải được năm năm trước là phải được sống ở Myanmar khi ở sống Myanmar phải được là quang kia cái này hiện tiền biệt là gì베트남 호치민 다이비 브래드라 콤성 요이 자 틀로 오케이 행복 à. Hạnh phúc thì mình hạnh phúc nhiều lắm. Nhưng mà có cái mình hối hận nhất là hồi xưa mình chia tay một người. Lúc đấy là vẫn còn yêu nhiều lắm, nhưng mà do là mình suy nghĩ hơi nông cạn. Nên là mình chia tay. Thì đến bây giờ mình vẫn còn hối hận. Nhưng mà bây giờ thì cảm thấy là người ta hạnh phúc rồi, cho nên là mình vui. Nhưng mà chia tay chưa? Thì hai gia đình
thứ nhất là do mình còn trẻ quá, mình còn nhỏ quá, cho nên là mình hơi nông cạn, mình còn ham vui. Với lại gia đình không có ủng hộ, cho nên là chia tay. Vậy thôi. Còn hạnh phúc thì mình hạnh phúc nhiều lắm. Không nhớ hết được. Vì em mà nói về hạnh phúc nhất thì chắc là được ba mẹ em cho em được ra Đà Nẵng học. Này từ đó ra bắt đầu đi học là mới bắt đầu biết làm từng thứ, nấu ăn giặt giũ, hoặc là mới biết con người mình là nó thay đổi tới mức độ nào. Và sau khi học xong thì cũng em cũng là tự đi làm và tự phát triển đến bây giờ. Thì em không nghĩ là đến bây giờ thì em sẽ là một cái quản lý của một cái chuỗi thời trang nó như vậy. Nói chung là em cảm giác là mình nó đã rất là thành công, và em cảm giác mình rất là hạnh phúc vì mình đã tự học và tự vươn lên, không ai giúp đỡ hoặc là gì hết. Và em rất là biết ơn ba mẹ em vì lúc đó đã cho em ra ngoài đó học và cho em tự phát triển. Còn về hối hận thì chắc chỉ có hối hận nhất trong một cái mối tình mà lâu nhất của em. Trong khoảng thời gian đó thì em đi học thì anh đó là đi làm rồi, nhưng mà kiểu cũng không hợp. Và với lại em thật ra em bên đạo nên là gia đình của anh đó không cho học đạo, nên là sau thời gian quen gần 4 năm thì chia tay. Nói chung là cái người đó là mang lại cho em cái cảm giác mà em rất là yêu họ, và đến bây giờ thì em vẫn chưa có cái cảm giác mà như lúc mà em quen anh đó. Thực sự đến bây giờ luôn, cả mấy năm nhưng mà chưa có ai mà mang lại cho em cái cảm giác như thế nào đó. Nhưng mà hối hận thì nó chắc không phải là do hối hận, nó chắc là do thì chưa có duyên, chưa tới cái độ mà mình phải cưới nhau, nên là không thể ân nhau được. À, hiện bây giờ thì người ta có vợ rồi. Em cũng như vậy nên thôi, mình cứ tập trung vào công việc. Nói chung thì em chỉ có tập trung vào công việc là chủ yếu thôi, nên là nhiều khi quen ai mà muốn hẹn hò mà ai mà hiểu, nếu mà hiểu được công việc của em thì tốt, vì thực ra thời gian công việc của em làm khá là nhiều, nên là thời gian mà dành cho người yêu thì nó cũng hạn chế, nên là cũng khó có người yêu. Tình yêu trong mình ấy, nó không bao giờ nó mất đi cả, nó sẽ nấp ở một chỗ nào đấy, rồi đến khi nào mình gặp được người phù hợp thì tự nhiên nó sẽ lại như ngày xưa. Mình thấy anh Lâm có một điểm gì đó khá là giống với mình, nên là mình mong muốn được nói chuyện và tìm hiểu anh Long nhiều hơn một chút, để vì ở anh Long mình cảm giác có một cái gì đó nó chân thành, nó thật một xíu. Mình sẽ tìm hiểu Vi trước, bởi vì theo như cảm nhận của mình thì Vi là cái những cái chia sẻ của Vi về cái quan điểm trong tình yêu cũng như là về công việc, nghề nghiệp hay là sự nghiệp gì đó, thì những cái chia sẻ của Vi chính là những cái mà mình đang muốn tìm kiếm ở một người phụ nữ. Hiện tại thì mình nghĩ cặp đôi có thể hợp với nhau nhất có thể là Vi và Long. Mình có cảm giác gì đó, mình không biết, hình như là Long có ấn tượng tốt nhất với Vi hay sao mà mình có cảm giác vậy. Thảo đấy. Điều hạnh phúc nhất của em chắc là về phía gia đình. Hạnh phúc nhất chắc là cái lần mà em thi đậu đại học, tại vì em thi mất hết 2 lần. Còn hối hận nhất thì cũng là về gia đình luôn, đó là em hối hận, rất là hối hận với chị dâu của em. Thật ra khi mà mọi người hỏi là điều hối hận nhất là em đã nghĩ tới cái này rồi. Em nghĩ tới từ lúc đầu tiên, lúc mà mọi người hỏi câu đó rồi. Là
À, chị dâu em thì quen anh hai em á là có lâu lắm luôn ạ, chắc cũng hơn 10 năm á, nhưng mới cưới thì có 3 năm ạ. Và trước là em làm một cái nguyên nhân rất là lớn để cho hai người không có tới được với nhau. Cực kỳ hối hận. Nếu mà thời gian mà quay lại, chắc chắn em sẽ không làm vậy. Để cho hai người có thể tới được với nhau sớm hơn. Xong rồi hai người cũng phải yêu xa này nọ cũng 6-7 năm gì đó. Xong rồi cũng cùng mới cưới. Em chưa bao giờ nói xin lỗi chị dâu em hết á. Lúc đó em nhớ là chị dâu em là làm mọi cách để gần em hơn. Giống như là trên trường thì em có thi thố gì đó hay là gì, chị dâu cũng tới, cũng cổ vũ, cũng động viên. Em đứng sân khấu, chị dâu đứng dưới. Mà em xuống nha, thấy chị dâu cầm hoa, cầm này nọ, em đi luôn. Không, lúc đó em là học lớp 8, lớp 9 gì đó, bướng lắm, bướng cực kỳ luôn, lớp 8, lớp 9 gì đó. Em đi luôn, để chị đứng vậy. Với mấy lần chị dâu tới nhà thì em cư xử rất là kỳ cục này kia nọ. Xong lúc mà quyết chị lúc em lớn hơn chút, năm học năm 2 gì đó, thì chị dâu em nói là cưới anh. Thì không ngờ đó, chắc là cái chị người chị dâu duy nhất trên đời có thể làm cái điều đó là lúc đó chị ở bên Đức. Chị ở bên Đức, chị gọi về cho em, chị nói là cả nhà đồng ý hết rồi. Em thấy sao? Cả nhà em đồng ý hết rồi, còn có mình em. Thì lúc đó là lớn rồi, năm 2, năm 3 thì mình cũng biết suy nghĩ rồi. Em nói là trời, em nghĩ là chị không cần phải hỏi em câu này nữa, thật sự luôn. Chị không cần phải hỏi nữa. Mà không ngờ chị gọi về chị hỏi vậy. Bây giờ thì hai chị em cũng ít gặp nhau, tại chị ở bên đó thì cũng lâu lâu mới về một lần. Nhưng mà em gặp em vẫn rất thấy ngại luôn á, ngại lắm. Về thì hai chị em vẫn ăn uống cái này kia với nhau, ngại kinh khủng luôn. Mà em chưa bao giờ nói là cái ngày xưa em rất là có lỗi với chị. Nhưng mà lúc mà em biết yêu á nha, thì em mới hiểu được cảm giác của chị dâu mình. Là mình tới nhà bạn trai mình, mình đi với bạn trai xong mình bị những người khác đối xử lại vậy á, mà cũng nhẹ nhàng thôi, không tới mức mình hồi xưa mình bị đối xử lại mình cảm giác như nào. Ôi trời, sao hồi xưa mình lại có thể làm ra những cái chuyện đó để cho cái khoảng cách của hai người nó xa tới thời gian lâu như vậy. Tội nghiệp đó. Người ta bảo giặt bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Nên là em thấy cái sự mà tới được với hai vợ chồng, mà chị dâu em với anh hai em mà tới được với nhau là một niềm an ủi rất lớn với em luôn á. Thì Thảo là một người bạn mà trước đây cũng đã từng học, hai anh em cũng đã từng học chung một cái sân khấu rồi. Nhưng mà Thảo là một người rất là ít nói. Và ngày hôm nay Tuấn Anh quay với Thảo thì có nghe một đoạn về những cái suy nghĩ của bạn. Thì Tuấn Anh nghĩ Thảo là một người sống rất là tình cảm và nội tâm. Sau cuộc trò chuyện đêm nay, các thành viên đã hiểu thêm về nhau rất nhiều. Và từ đó mà đã nảy sinh chút tình cảm ban đầu. Cả Thảo và Vi đều đang để ý Long. Long cũng đang để ý cả hai cô nàng. Huyền đã có chút ấn tượng tốt với Nhân và Tuấn Anh. Những ngày sắp tới, khi chung sống cùng nhau trong ngôi nhà chung, câu chuyện tình cảm của các thành viên sẽ còn diễn biến như thế nào? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo. Điều gì sẽ đến mỗi sớm mai.